Hello anh em, mình là Sơn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ và chia sẻ của FTC Laptop. HP Envy 13, mẫu sản phẩm chưa bao giờ là lỗi thời và hết hot trong lòng người sử dụng. Không chỉ có một cái thiết kế về bên ngoài sang trọng và đẹp mắt, mà nó còn có một cái độ bền bỉ và hiệu năng ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Và ngay bên cạnh mình đây đang là một chiếc HP Envy như vậy, nhưng mà nó sẽ là phiên bản của năm 2022 và nó có thể là gập 360 độ để anh em có thể là làm việc và tận dụng được tối đa công dụng của chiếc laptop. Chiếc máy này thì nó còn hứa hẹn đem đến cho anh em một cái thời lượng pin nó rất là trâu, nó vào khoảng là 10 giờ đồng hồ, 10 giờ đồng hồ luôn anh em ạ. Và liệu rằng thì đó có phải là tất cả những gì mà đã có trên chiếc máy này hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ càng hơn trong video ngày hôm nay nhé. Cái điểm thay đổi đầu tiên của chiếc HP Envy X360 này chính là ở cái phần ngoại hình của nó. Ở phiên bản năm ngoái thì chúng ta sẽ chỉ có màu vàng gold, còn năm nay sẽ là màu Platinum Silver, màu sắc của kim loại. Và mình thấy là cái màu sắc như thế này thì được nhiều bạn trẻ ưa thích hơn so với màu vàng. Trong màu vàng thì nó có vẻ là độc đáo đấy, nhưng mà để mà nói về cái sự bền bỉ và sang trọng thì cái màu Platinum Silver này vẫn luôn là số 1 anh em ạ. Logo của HP thì vẫn được làm cách điệu và mạng chrome sáng bóng ở chính giữa của nắp máy, đi kèm với dòng chữ Envy được đặt ở phía bản lề. Nó đem đến cho chiếc máy có một cái độ nhận diện thương hiệu cũng như là dòng sản phẩm rất là rõ ràng. Các cạnh viền của HP Envy X360 năm nay cũng sẽ thanh toát hơn, được bo cao nhiều hơn chứ không còn vuông vức như phiên bản năm ngoái nữa. Chính vì vậy mà việc cầm nắm nó rất là thuận tiện và bám tay. Chưa kể đến việc với cái thiết kế là phun kim loại cho toàn bộ máy thì khi mà chạm hay là sờ vào thì nó sẽ rất là mát tay. Cầm nó vào mùa hè nó sẽ là thích vô cùng. Hiện tượng flex thì vẫn sẽ có ở cái phần chính giữa logo này, còn ở bốn vùng bên cạnh thì nó khá là chắc chắn. HP gần như vẫn chưa cải thiện được nó ở các phiên bản gần đây, có lẽ là hãng vẫn muốn nó có một cái cân nặng vừa đủ để chúng ta có thể là mang vác được tốt hơn. Và nói đến cái phần cân nặng thì đó cũng là một cái lý do khiến cho nó chỉ vỏn vẹn là 1,37 kg, đem đi học, đi làm, du lịch rất là đơn giản và dễ dàng. Anh em có thể thấy này, nó rất là nhẹ luôn. Phần bản lề năm nay thì chắc chắn và to bản hơn so với phiên bản của năm ngoái, thiết kế thì cũng có điểm nhấn hơn. Và với cái bản lề như thế này thì anh em có thể là gập 360 độ để có một chiếc laptop đa dụng đúng nghĩa của nó. Từ dạng laptop thông thường, anh em chỉ cần gập nhẹ một cái là có thể là chuyển sang dạng lều hay là dạng tablet để làm việc, xem phim hay là vẽ vời. Những điều mà trên những dòng laptop thông thường khác không thể nào làm được thì trên chiếc HP Envy X360 năm nay thì sẽ cho anh em những trải nghiệm mới mẻ đó. Và đó là những cái nét đổi mới trong cái mặt thiết kế. Còn ở cái mặt hiển thị thì phiên bản năm nay cũng có những cái sự thay đổi rất là mới mẻ nữa. 13 inch Full HD cộng 1920x1200 thay vì là màn Full HD như năm ngoái. Với cái tỷ lệ là 16:10 này thì nó sẽ khiến chiếc màn chiếm 86,5% không gian hiển thị so với thân máy. Thông tin về văn bản hay là hình ảnh sẽ được hiển thị nhiều hơn về chiều dọc. Độ bao phủ màu sẽ là 100% sRGB và độ sáng lên tới là 400 nit. Với cái độ sáng và cái độ bao phủ màu như thế này thì không cần bàn cãi tới rồi. Chỉnh ảnh, chỉnh màu hay làm việc trên này thì vô cùng là tuyệt vời. Độ sai lệch về màu sẽ gần như là không có. Kết hợp với cái lớp kính cảm ứng Corning Gorilla Glass thì anh em có thể là thao tác trực tiếp ngay trên chiếc màn này mà không cần tới một chiếc bút hay là chuột nào cả. Lớp kính này thì nó sẽ có một cái nhược điểm nhẹ, đó chính là nó sẽ bị phản lại bóng của anh em một chút khi mà anh em để ở cái nền đen. Còn những cái nền màu thì nó sẽ không bị rõ ràng đâu, nên là vấn đề này thì anh em cũng không cần phải quá lo lắng. Phía trên của chiếc màn này thì anh em sẽ có một chiếc camera 5 chấm hỗ trợ cả cảm biến Hello Face mở khóa bằng khuôn mặt luôn. Bình thường thì chúng ta sẽ chỉ có là chiếc camera 720p là 2MB mà thôi. Còn ở phiên bản 2022 này thì nó sẽ là 5MB. Tích hợp cả công nghệ AI làm đẹp hay sao ấy. Mình thấy là cái vẻ đẹp trai của mình thì nó cũng được thăng hạng hơn hẳn thông qua cái camera này. Còn về mặt âm thanh thì trên chiếc HP Envy X360 này đang được trang bị là hai loa 2W kết hợp với công nghệ âm thanh là Bang & Olufsen, hãng loa nổi tiếng của Đan Mạch. Chính vì vậy mà âm thanh của nó cho ra cũng rất là chất lượng. Chất âm thì mình thấy là nó rất là to này, dải âm bass được thể hiện rất là rõ ràng ở những cái bản nhạc EDM. Về mặt trải nghiệm bàn phím thì trên chiếc HP Envy X360 2022 đang được trang bị một bộ bàn phím tiêu chuẩn của những dòng máy 13-14 inch cũng như là phiên bản của năm ngoái mà thôi. Các phím thì được thiết kế vuông to và được làm chìm xuống so với phần chiếu nghỉ tay. Việc này sẽ tránh được hiện tượng là hằn phím lên trước màn hình như ở các mẫu máy đời cũ khác. Hành trình phím theo mình thì nó sẽ vào khoảng là 1,5mm, cảm giác bấm thì nó sẽ hơi cứng nhẹ một chút.
Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ không ảnh hưởng đến những trải nghiệm trên này của anh em quá nhiều. Phần khung bàn phím và cái chiếu nghỉ tay cũng vô cùng là chắc chắn, không hề có hiện tượng là flash nào ở khu vực này cả. Ở đây thì cũng như mọi năm thì chúng ta sẽ có LED phím với hai mức sáng, keycap thì là xuyên LED. Nên là việc anh em có phải làm việc muộn hay là trong môi trường thiếu sáng thì cũng sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào cả. Toolpath thì được làm khá to và phủ mịn, bao quanh nó vẫn là những đường cắt diamond như những phiên bản đàn anh như trước. Trông nó sẽ nổi bật và đem lại cái sự sang trọng cho chiếc máy này. Những thao tác đa nhiệm như là zoom, vuốt trên này thì đều rất là mượt mà và trơn tru. Hai nút chuột trái phải thì đều có sự tách biệt rõ ràng, không có gì để chê trách ở cái phần này cả. Phía trên cái phần bàn phím này thì chúng ta sẽ có một cái nút chức năng để tắt camera trong quá trình sử dụng máy, tránh là bị hack hay là bị lộ hình ảnh thông tin cá nhân của mình. Một cái chi tiết nhỏ nhưng mà cũng khá là hữu ích đúng không anh em? Và chúng ta quay đến với cái phần là cổng kết nối của chiếc HP Envy X360 này. Thì anh em có thể thấy là với một cái thiết kế nó mỏng như thế này thì nên là các cổng kết nối của nó cũng đã được lược bỏ và cải tiến thì rất là nhiều. Điển hình như là hai chiếc cổng USB Type-A ở đây, nó sẽ là thiết kế dạng ngoàm như thế này. Khi mà cắm USB vào thì anh em sẽ phải hơi đẩy chiếc mâm này xuống một chút thì mới có thể là dễ dàng cắm USB vào được. Ngoài ra thì nó vẫn sẽ có một cái khe microSD, một jack audio 3.5mm và có tới hai cổng Thunderbolt 4 có tốc độ đường truyền lên tới là 40GB. Và hai chiếc cổng Thunderbolt này thì cũng sẽ là cổng cắm sạc của máy. Nếu mà như anh em có cái nhu cầu sử dụng nhiều cổng kết nối hơn cho chiếc máy này thì anh em cũng thể là mua thêm cho mình cái dock chuyển đổi nữa, không có gì là quá khó khăn ở đây cả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần hiệu năng của chiếc máy này. Đây sẽ là cái phần mà mình cần nói tới khá là nhiều trên chiếc máy văn phòng đa dụng này. Trên Envy X360 2022 đang được trang bị con chip là Intel Core i7-1250U với 10 nhân và 12 luồng. Trong đó thì nó có 8 nhân hoạt động ở hiệu năng cao và 2 nhân hoạt động ở hiệu năng thấp để tiết kiệm điện. Xung nhịp cơ bản từ 3.5 cho tới là 4.5GHz. Mức TDP up tối đa là 29W. Đi kèm với chiếc carbon Intel Iris Xe, nhiều nhân hơn, xung cao hơn sẽ hỗ trợ đồ họa tốt hơn cho anh em. Ở đây thì mình cũng có thể thử hiệu năng của con chip này với phần mềm Cinebench L23, cho ra kết quả đơn nhân là 1.757 điểm, đa nhân là 7.772 điểm. Một cái hiệu năng nó tốt hơn kha khá so với thế hệ thứ 11. Những tác vụ văn phòng với hiệu năng này thì sẽ là quá đơn giản và nhẹ nhàng rồi anh em ạ. Hay còn phải nói là quá là dư thừa. Còn về khả năng xử lý đồ họa thì cũng sẽ là mượt mà và trơn tru ở các phần mềm chỉnh sửa video 2D như là Photoshop hay là Premiere. RAM đi kèm sẽ là 8GB, bớt của nó lên tới là 4.266MHz và SDMA 512GB. Tuy nhiên thì do là nó có một cái thiết kế nó quá là mỏng nên là cái phần RAM anh em sẽ không nâng cấp được nữa. Còn SSD thì anh em sẽ có thể nâng cấp lên tới là 2TB. Wi-Fi ở đây sẽ là Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.2, nó sẽ cho anh em một cái đường truyền mạng ổn định nhất trong suốt quá trình sử dụng. Mình cũng có test thử với cái tựa game ePort liên minh huyền thoại trên chiếc Envy này như thế nào. Thì tuy là một chiếc máy sinh ra để làm các tác vụ văn phòng nhưng mà nó lại có một hiệu năng nó khá là tốt. Ở đây thì mình có thiết lập ở cái mức cấu hình là full setting và cái mức FPS khi mà ở ngoài giao tranh cũng khá là cao, nó vào khoảng là 110 FPS, còn ở trong combat sẽ là 70-80 FPS. Nhiệt độ của nó thì không quá nóng nhưng mà tuy nhiên là do nó có một thiết kế mỏng và vỏ là kim loại nên là nó sẽ tản nhiệt qua cả vỏ của máy nữa. Chính vì vậy mà khi chơi game hay là render video, anh em sẽ thấy nó ấm ấm ở cái phần phía trên khu vực bàn phím này. Một hiệu năng phải nói là quá dư thừa so với một chiếc máy để phục vụ công việc văn phòng đơn thuần anh em ạ. Và tiếp theo sẽ là về cái phần thời lượng pin của chiếc máy này. Nghe nhiều anh em nói đến thì nó rất là trâu luôn đấy anh em ạ. 4 cell 66W và đi kèm chứng chỉ Evo. Mà chứng chỉ Evo thì anh em cũng đã biết rồi đây, sẽ toàn phải vào khoảng là 9 giờ đồng hồ. Còn ở chiếc Envy X360 này thì mình có test với 3 tab Bluetooth và để loa ở cái mức là 50%. Màn hình 80% thì nó có thể cho ra cái mức sử dụng pin lên tới là gần 11 giờ đồng hồ. Một thời lượng pin nó quá là tốt để anh em có thể là phục vụ công việc hàng ngày một cách dễ dàng. Còn nếu như anh em giảm độ sáng màn hình và để ở chế độ tiết kiệm pin thì khoảng là 12 cho đến hơn 12 giờ đồng hồ mình nghĩ là điều hoàn toàn là có thể. Và rồi ok, đó là toàn bộ những gì mà mình muốn đem đến cho anh em ngày hôm nay về chiếc HP Envy X360 phiên bản của năm 2022 này. Và với một cái mức giá nó không quá là cao nhưng mà lại đi kèm một hiệu năng quá là tốt để phục vụ cho các nhu cầu công việc, văn phòng hay đồ họa báo chuyên nghiệp thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiếc máy anh em cần phải cân nhắc tới đầu tiên trong phân khúc này. Và ngoài ra thì khi mà mua chiếc HP Envy X360 này tại FTC Laptop trong thời điểm hiện tại, anh em sẽ được tặng thêm một chiếc bút cảm ứng như thế này để có thể là vẽ vời hay là nốt một vài thông tin cá nhân nhanh nữa. Anh em hãy nhanh tay lên vì số lượng cũng chỉ có hạn mà thôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.